Ngoài các mô hình chăn nuôi gia công gà công nghiệp, trên địa bàn huyện Yên Định cũng có nhiều mô hình chăn nuôi gà trang trại khác. Do đặc thù của địa phương, trên địa bàn huyện, các mô hình chăn nuôi gà lớn thường dưới dạng gà nuôi nhốt. So với các mô hình gà thả vườn, thì các mô hình gà nuôi nhốt chuồng cũng có nhiều ưu điểm và là mô hình kinh doanh được nhiều người dân tại đây lựa chọn. Thứ nhất là cách nuôi gà nhốt chuồng có thể áp dụng cho các trang trại hay các hộ nuôi với mô hình nhỏ lẻ hay nuôi công nghiệp đều được. Thứ hai là nếu áp dụng đúng kỹ thuật nuôi gà tai nhốt chuồng thì có thể giúp bà con có thể dễ dàng trong việc quản lý gà cũng như hạn chế tối đa việc gà nhiễm dịch bệnh nguy hiểm. Đây là cách để hạn chế thiệt hại kinh tế trong quá trình chăn nuôi. Thứ ba là nếu chọn gà nuôi nhốt thì có thể đảm bảo môi trường sống của gà được tốt nhất vì có thể vệ sinh chuồng trại thường xuyên, đảm bảo được sự thông thoáng cho gà. Thứ tư là giúp gà hạn chế được việc phải thích nghi với sự thay đổi của môi trường bên ngoài. Bởi khi gà nuôi nhốt chuồng thì bà con có thể sử dụng các máy điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong chuồng cho thích hợp. Các mô hình chăn nuôi gà không có liên kết doanh nghiệp sẽ do hộ nông dân tự kinh doanh sản xuất, tự lo khâu chọn giống gà và đầu ra cho sản phẩm. Đối với mô hình chăn nuôi này, ngoài việc yêu cầu người chủ trang trại phải có kiến thức tốt trong việc chọn giống, chăm sóc và chăn nuôi gà, thì người chăn nuôi cũng phải chấp nhận một số rủi ro như dịch bệnh hoặc biến động giá cả thị trường. Trên địa bàn của huyện chúng tôi thì tổng số là huyện đã có 878 trang trại gia trại chăn nuôi và trong đó có 117 trang trại đạt tiêu chí về theo thông tư của 27 của Bộ Nông nghiệp. Thì tất cả các trang trại này thì trong số 117 trang trại đấy thì chủ yếu là các trang trại chăn nuôi là nhiều. Và tất cả các trang trại này thì hầu hết là đều áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật như là máng ăn máng uống tự động, quạt thông gió, các chế phẩm sinh học để phục vụ cho chăn nuôi để giảm cái giá thành trong lao động. Bên cạnh những các cái trang trại lớn thì các cái hộ chăn nuôi gia đình nhỏ lẻ, các trang trại nhỏ cũng từng bước áp dụng và gần như là có những gia trại thì áp dụng đồng bộ nhưng cũng có những gia trại thì kinh tế chưa có thì người ta áp dụng từng phần. Chúng tôi vẫn khuyến khích bà con từng phần một. Rất thành công và đạt hiệu quả kinh tế cao, đó là trang trại gà của anh Lê Văn Nhất ở xã Định Tiến, huyện Yên Định. Mô hình nuôi gà của anh Nhất không theo hình thức liên kết doanh nghiệp mà anh chủ động hoàn toàn từ đầu tư chuồng trại, con giống, thuốc thú y cũng như chịu trách nhiệm về việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Nếu như ở các mô hình liên kết, một trong những phần quan trọng nhất trong chăn nuôi là con giống sẽ được hỗ trợ bởi phía doanh nghiệp, thì ở mô hình nuôi gà này đòi hỏi người nuôi phải có những biện pháp để có nguồn con giống ổn định, chất lượng cao. Đối với gia đình anh Nhất, gia đình anh xây dựng hai khu trại riêng biệt. Một khu trại là gà giống và một khu trại khác dùng để nuôi gà trưởng thành. Việc có hai trại gà khép kín sẽ giúp đảm bảo trang trại luôn vận hành ổn định, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thị trường gà giống bên ngoài, tạo thu nhập tốt cho chủ trang trại. Vâng thưa anh, vậy trước tiên anh có thể giới thiệu về cái mô hình nuôi gà của gia đình mình không? Mô hình nuôi gà gia đình thì gia đình nhập giống và các cái chi phí thức ăn chăn nuôi, chi phí thú y đấy, và mình chăm sóc để mà hình thành những con gà. Khi con gà trưởng thành nó khoảng 2 cân đến 2 cân rưỡi là sẽ xuất chuồng. Như vậy có nghĩa đây là mô hình nuôi gà mà mình sẽ phải bao tiêu toàn bộ từ cái khâu là gà giống cho đến khi mà xuất chuồng đúng không? Vâng, khâu gà giống mình nhập xong và khi xuất chuồng thì mình sẽ chủ động liên kết với các hệ thống thương lái, các chợ đầu mối để tiêu thụ cái sản phẩm này. Cái việc mà một mô hình nuôi gà khép kín như thế này thì nó sẽ mang lại những thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với người nuôi? Khi mà nuôi gà ở cái mô hình khép kín này thì cái đầu tiên cái thuận lợi là nuôi được cái số lượng lớn. Cái thứ hai nữa là quản lý được cái tiểu khí hậu trồng nuôi là nó tốt hơn. Đặc biệt là miền Bắc ta là có hai cái mùa nóng lạnh. Thì khi mùa nóng thì ta là giảm nhiệt độ ra tốt và mùa lạnh thì ta cũng sẽ giảm được những cái tác động của khí hậu bên ngoài ảnh hưởng vào. Khó khăn thì sao? Về cái khó khăn thì cái chi phí đầu tư nó lớn hơn so với cái mô hình chuồng thông thường. Cái thứ hai nữa là khi bán đầu ra ở một cái quy mô lớn thì cái đôi khi cái giá cả thị trường, cái nhu cầu tiêu thụ biến động thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng.
ví dụ như nếu mà cái số lượng ít thì mình bán trong 1-2 hôm là hết, số lượng nhiều thì những lúc thị trường biến động chậm thì mình sẽ bán cả tuần. Đấy, thì đó nó cũng là nó kéo theo là cái việc là chi phí trong những ngày mình bán là con gà không tăng chậm được. Cảm ơn thưa anh Nhất. Vậy thì đối với cái mô hình nuôi gà này thì chúng ta sẽ cần chú ý những điểm gì? Nó có mấy thứ. Thứ nhất là cái quản lý cái mật độ. Mật độ thì khi mà cái con gà mà để nó bị stress thì nó sẽ hay cắn mổ với nhau. Và đặc biệt là cái việc là những cái con gà để tạo cho cái sự đồng đều thì nó cũng là một cái đòi hỏi là mình quan sát là cũng phải rất tỉ mỉ. Thưa anh, vậy còn nguồn thức ăn cũng như nước uống của gà thì chúng ta đang kiểm soát như thế nào ạ? Nguồn thức ăn thì ở đầu chuồng là nó có cái silo và mình cấp cám ở đầu chuồng, và cái đường cám là nó sẽ vào, nó đi theo cái đường ốc này sẽ vào và nó ra các máng cám này. Còn đường nước cũng thế, đường nước là từ bể nước đi qua cái hệ thống ống uống, và con gà khi nó khát nó uống, cần uống này nó sẽ đi, nó sẽ lại nó mổ vào cái núm uống đấy. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nhất cho biết đã từng thử chăn nuôi gà theo quy mô nhỏ lẻ. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ gà thịt, gà giống rất tốt, nhưng tỷ lệ lây nhiễm dịch bệnh cao, không đảm bảo môi trường. Qua tìm hiểu, anh nhận thấy mô hình chăn nuôi gà khép kín của một số trang trại rất hiệu quả. Vì vậy đã đầu tư xây dựng chuồng nuôi theo mô hình khép kín. Không chỉ xây dựng các dãy chuồng nuôi cho gà giống và gà trưởng thành, mà anh còn có khu chăm sóc gà giống riêng và nhiều trang thiết bị khác. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, anh luôn đặt uy tín và chất lượng gà giống lên hàng đầu. Do khâu chọn giống là một trong những khâu quan trọng nhất đối với chăn nuôi, nên những con giống tại đây đều được chăm sóc và theo dõi kỹ lưỡng. Đàn gà giống được tiêm vaccine đầy đủ, chuồng trại cũng luôn đảm bảo thoáng mát với hệ thống quạt thông gió lớn. Đàn gà con cũng được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Những con giống yếu, có dấu hiệu ốm bệnh đều được loại bỏ để tránh ảnh hưởng đến cả đàn. Cấp nguồn giống chất lượng cao và ổn định cho trại gà của mình, mà còn xuất bán được cho các trang trại ở trong vùng. Đối với nuôi gà, việc kiểm soát sức khỏe đàn gà rất là quan trọng. Vậy hiện nay đàn gà nhà mình đang được sử dụng những loại vaccine nào? Thường thì gia đình sử dụng các loại vaccine, ví dụ như là ngày 7 tuổi mình cho uống cái vaccine Newerson 14 ngày cho uống lại lần 2. Và 11 ngày mình cho uống cái gum lần 1, 21 ngày uống lần 2, ngày 15 chống đậu. Và đặc biệt là cái việc là thời gian khoảng từ 10 ngày và 35 ngày mình tiêm cho nó một mũi vaccine cúm lần 1 và lần 2. Ngày 14, có thể kết hợp ngày 14 đến ngày 45. Đã tiêm cho nó một mũi cái vaccine nhũ dầu, cái niêu nhũ dầu. Trong quá trình nuôi mô hình gà như thế này thì anh đánh giá thì con gà thường bị mắc cái chứng bệnh gì nhiều nhất? Cái con gà này thì nó hay bị về cái bệnh virus, nếu mình làm vaccine không tốt thì nó hay bị cái bệnh Newerson và bệnh Gumboro. Còn nếu về vi khuẩn thì con gà nó hay bị cái cầu trùng. Và đặc biệt nữa là cái bệnh hen, nếu mà thiếu khí hậu chuồng nuôi mà không tốt. Hiện nay để đảm bảo vệ sinh thông thoáng cho chuồng gà, gia đình đang áp dụng những biện pháp nào? Đảm bảo thông thoáng này, đầu tiên là cái thông gió. Đấy, mình sẽ luôn luôn là làm tốt cái việc là giúp cho không khí lưu thông. Cái thứ hai nữa là cái nền chuồng luôn luôn nó khô ráo, thì nó sẽ là quyết định cái việc là con gà nó sức khỏe phát triển tốt. Hiện nay thì đầu ra sản phẩm của trại gà nhà mình đang ổn định không, và cái mức giá thành trung bình hiện nay là bao nhiêu? Hiện tại thì cái gia đình chỉ bán với các cái chợ đầu mối đấy. Đấy, còn cái giá cả thì lúc lên lúc xuống theo thị trường. Ví dụ như hôm nay chợ ít gà thì giá theo cái quy luật thị trường. Như vậy thì trong thời gian tới anh có dự định liên kết cái đầu mối tiêu thụ với một doanh nghiệp lớn nào không? Hướng đến nếu mà có những cái doanh nghiệp mà có cái uy tín để mà liên kết thì gia đình cũng tìm hiểu và để liên kết, sẵn sàng liên kết với các cái doanh nghiệp đó. Bên cạnh việc đảm bảo thiết kế chuồng trại cũng như chế độ chăm sóc thường xuyên cho đàn gà của mình, anh Nhất còn có tinh thần ham học hỏi cao.
luôn tìm tòi những phương pháp mới để cải thiện, nâng cao chất lượng cho đàn gà. Trong thời gian gần đây, anh đã nghiên cứu, tìm hiểu các ứng dụng nuôi ruồi lính đen để nâng cao, cải thiện chế độ dinh dưỡng cho gà trong trang trại. Khi nhắc đến ruồi, chúng ta thường nghĩ về một loại côn trùng mang nhiều mầm bệnh, không có một lợi ích và thường xuyên bị xua đuổi, tiêu diệt. Tuy nhiên, trong số các loại ruồi, có ruồi lính đen được xem là một trong những giải pháp hữu hiệu cho việc bổ sung dưỡng chất, nâng cao chất lượng vật nuôi trong nông nghiệp. Nuôi ruồi lính đen khá đơn giản, chi phí thấp, đặc biệt ấu trùng ruồi cánh đen là thức ăn bổ sung dinh dưỡng và vitamin rất tốt cho các loại vật nuôi. Chính vì vậy, trải qua thời gian dài nghiên cứu tìm hiểu, anh Nhất đã thành công trong việc đưa ruồi lính đen vào trong quy trình chăn nuôi gà tại trang trại. Ấu trùng ruồi lính đen có thể được nuôi lớn nhờ chất thải quyết được vấn đề vệ sinh chuồng trại mà còn gia tăng được chất lượng thức ăn cho đàn gà. Vâng, thưa anh Nhất, thì cái mô hình mà nuôi ruồi mình lấy trứng hoạt động như thế nào? Cái mô hình nuôi con ruồi lính đen này để lấy trứng thì mục tiêu của trại là nuôi để khai thác cái lượng trứng nó tạo ra cái con ấu trùng và sau đó là để nó phân hủy cái chất thải nó tạo ra cái nguồn phân hữu cơ và mình có thể tận dụng được cái con nhộng đấy để làm cái phụ phẩm bổ sung vào cái thức ăn chăn nuôi. Nó sẽ rất tốt cho cái việc mà cái con gia cầm rất phù hợp. Vậy thì cái nguồn thức ăn, cái phụ phẩm đến từ con ruồi lính đen nó có giá trị như thế nào dinh dưỡng đối với người ạ? Theo như cái thông tin mà gia đình đã tìm hiểu thông qua các cái thông tin mạng xã hội và các cái thông tin trên truyền hình thì gia đình thấy là có các nhà khoa học cũng phân tích là nó có mang một cái lượng protein cao, các cái axit amin. Đấy, thì nó cũng là cái mà dinh dưỡng mà con gà đang cần. Như vậy là một người nuôi gà thì anh trực tiếp cảm nhận cái tác dụng của cái nguồn phụ phẩm này mang lại cho đàn gà như thế nào? Khi mà gia đình mà bổ sung cái con nhộng của ruồi lính đen này vào thức ăn thì thấy con gà là nó ham ăn hơn và cái đặc biệt là nhìn cái ngoại hình là lông nó rất bóng mượt. So với các cái vitamin hoặc cái khoáng mình bổ sung vào thì cái con nhộng này nó vượt trội hơn hẳn. Và mình sẽ giảm tương đối được cái lượng vitamin thuốc bổ mình bổ sung. Huyện Yên Định vốn là một địa phương có nhiều thế mạnh trong phát triển chăn nuôi. Những năm qua, bên cạnh việc khuyến khích các hộ gia đình mở rộng, phát triển sản xuất nông nghiệp, việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi cũng đã mang lại hiệu quả rất tốt cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm tại đây. Trong đó, những mô hình nuôi gà trang trại hoạt động hiệu quả như của gia đình anh Mạnh và anh Nhất cũng có rất nhiều, cho thấy vai trò của việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào chăn nuôi gà trang trại. Đặc biệt là đối với việc áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi như biogas, đệm lót sinh học. So với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp khác, chăn nuôi gia súc, gia cầm cho lợi nhuận cao hơn nhưng rủi ro cũng rất cao. Chính vì vậy, các địa phương cần tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ cao, các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi, từng bước công nghiệp hóa ngành chăn nuôi theo hướng chăn nuôi trang trại, kiểm soát dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, thân thiện với môi trường, đảm bảo cung cầu đúng theo lộ trình tái cơ cấu ngành chăn nuôi trong thời gian tới.